nè tí nữa chứ không nè luôn đâu mà nói nè. Ủa nhớ không có hỏi nick của chị Nga là gì, hỏi phần mình phải nha, đọc cho chị tại ủa? Sao tại sao ảnh này không like là like comment không chồng nhà ta nhé. Chị em mình đây lâu rồi. Đừng chị ơi, hả? Sao ảnh của chị vào này mà chả có ai like, chả ai comment em người like đầu tiên vậy? Chị hả? Chị đó. Đó, chị mới nói. Đau quá. Mình lên xem sáng sau nay chưa thấy ảnh đại diện như thế nào đó. Đây, chỗ profile. Thôi, đưa qua đây làm luôn cho 400 lần thôi. Đằng nào giờ thế tiền cũng rút ra lần thế mà. Giờ đâu có lúc chuyển sự phẩm. Nga, 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 Facebook là điện thoại cho mọi người hết đúng không Nga? Đang học cái con đấy. Nè, nói cho nghe, cái này mình thấy rõ ràng nha. 12 giờ đêm, alo, thầy hả? Chị post lên Facebook mình chị. Mở lên đây là đi. Thầy đang nghĩ là mình sẽ chết. Mà còn điện thoại cho mình thì đằng nào nói gì khác. Ôi, chịu không nói. Này ha. Mình mới bóp rồi chịu thôi, anh làm bóp. Mọi người có biết anh nó nói là như thế nào không? Em đang định đi ngủ nhưng mà thôi, chị bóp lên em dậy để em bóp lên đây. Nhưng mà anh là bóp anh nữa. Thôi là bóp anh thằng thái cảm cha thôi. Em vì có bốn tấm ảnh không em chụp thì mềm. Lại có một cuộc nội chiến xảy ra.